Những lầm tưởng về vũ trụ mà ai cũng mắc phải. Có điều nào mà bạn lầm tưởng không? Số 1. Bên trong lỗ đen vũ trụ là đen thui. Có đen không mọi người? Tất nhiên đó là câu trả lời không đúng. Chẳng phải vì nó đen mà người ta mới gọi là lỗ đen ư? Và bao nhiêu phim ảnh, kể cả hình ảnh chụp được thực tế, đều thấy một cái hố đen thui. Nhưng đó là màu sắc bên ngoài thôi. Vì sức hút quá lớn nên đến cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Mọi thứ đi vào đều chịu chung số phận giam cầm vĩnh viễn. Vậy bạn có từng hỏi rằng, thế thì những thứ đã bị hút vào lỗ đen ấy, nó sẽ đi về đâu? Chính xác, bên trong lỗ đen cũng có những hoạt động mạnh mẽ, cũng tạo ra năng lượng và ánh sáng. Chúng cũng nhảy múa và muốn thoát thân, nhưng đáng tiếc đã bị lỗ đen níu giữ lại. Như vậy chắc hẳn bên trong lỗ đen cũng sẽ đầy màu sắc. Chỉ tiếc rằng toàn bộ thông tin hình ảnh đó đều không thoát khỏi chân trời sự kiện được. Nếu muốn biết chỉ có cách bay vào lỗ đen mà thôi, bạn có dám không? Điều tương tự cũng xảy ra với mặt trời của chúng ta. Bạn có biết rằng ánh sáng từ tâm mặt trời mất khoảng 1 tỷ năm mới có thể lên đến bề mặt, và may mắn vì lực hút chưa đủ mạnh nên photon ánh sáng mới có thể thoát ra ngoài rồi bay vào vũ trụ sâu thẳm. Thử tưởng tượng nếu như toàn bộ ánh sáng được mặt trời tạo ra không bao giờ thoát được đến bề mặt, toàn bộ ánh sáng đó đều chỉ lẩn quẩn bên trong mặt trời, không đến được trái đất, thì lúc này loài người chúng ta ngẩng đầu nhìn lên, cái chúng ta thấy được là một quả cầu đen thui khổng lồ và không còn có ánh sáng ban ngày nữa. Số 2. Lỗ sâu đục wormhole là một đường ống. Ai cũng nghĩ wormhole là lỗi tắt để kết nối hai không gian xa cách nhau nên sẽ giống như dạng đường ống trượt hay một cái máng. Nhưng không phải vậy, lỗ sâu đục chính xác sẽ có hình dạng khối cầu cho dù nhìn từ bất cứ phương chiều nào đi nữa. Nếu nói chính xác hơn thì không giống như một cái lỗ mà giống như một điểm hơn. Tại điểm này thì không thời gian của bên này sẽ giao với không thời gian của bên kia chồng lắp lên nhau. Một khi đã bước vào rồi thì cùng một lúc người phi hành gia trong đó sẽ thấy được cả hai thế giới, giống như người bình thường đang đứng trên đường thẳng. Khi gặp lỗ sâu đục thì giống như ngay ngã tư vậy. Tuy nhiên, đối với vũ trụ thì không chỉ là ngã tư mà là ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, vô tận ngã đường. Hai cái vô tận mà chồng lắp vào nhau thì vẫn là vô tận, và chúng ta sẽ không thể biết được ngã nào sẽ đi về đâu. Cái hình đó nó tua tủa ra ngoài, tạo thành khối cầu wormhole. Khi đi qua lỗ sâu đục chính là đâm thẳng vào trong hình cầu đó. Và vì không gian, thời gian lúc bấy giờ đã bị biến dạng nên việc xác định hướng đi trong lỗ sâu đục theo cách thông thường là không thể. Và hiện tại cũng chưa có lỗ sâu đục để mà thử nghiệm nên chuyện đó còn xa lắm. Số 3. Mặt trời là duy nhất. Câu này vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng là trong vũ trụ này chỉ có một mặt trời duy nhất mà thôi. Đó là mặt trời mà chúng ta đã biết. Chỉ có một và duy nhất một, vì nó gắn với cả nhân loại, cả trái đất và cả hệ mặt trời. Đây chỉ là một tên gọi mà thôi. Còn sai là mặt trời không là duy nhất. Mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi, giống như hàng tỷ tỷ ngôi sao khác trên bầu trời đêm. Vì nó quá gần nên chúng ta mới thấy nó nóng và to như vậy. Chứ các ngôi sao khác nhiều khi còn nóng hơn, còn to hơn, nhưng vì chúng ở xa nên rất khó thấy, chỉ nhỏ như cái chấm sáng trên bầu trời đêm. Và chính vì thế mà ban ngày cũng vẫn có sao như ban đêm nha. Chỉ vì độ sáng của mặt trời làm lu mờ ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao phương xa nên nhìn lên mới không thấy được sao nào. Còn ban ngày mà nhìn lên vẫn thấy thì chắc đó là ngôi sao nặng rồi. Sao nặng xạo. Số 4. Bản tuần hoàn hóa học đã có đủ nguyên tố. Hầu hết ai cũng nghĩ vậy, nhưng không phải. Bản tuần hoàn đó chỉ đúng cho những nguyên tố mà con người đã tìm thấy và chứng minh được sự tồn tại. Chứ còn đối với những gì chưa tìm thấy thì chắc chắn là không có mặt trong bản tuần hoàn hóa học rồi. Ví dụ như nguyên tố hydro cơ bản cũng đã có đến 3 động vị ổn định nhất là proti, deuteri và triti. Chưa tính tới những động vị bất ổn khác chưa được tìm thấy, và tương tự cho những nguyên tố còn lại. Từ cách sắp xếp đến số lượng hạt proton, neutron, electron mà mỗi nguyên tố lại có nhiều động vị khác. Một số đã được tìm ra, một số chưa biết tìm bằng cách nào. Nhưng rõ ràng mỗi khi thu thập mẫu vật từ các ngôi sao băng, từ các hành tinh khác thì con người lại biết thêm những vật chất lạ lùng, không giống với bất kỳ thứ gì trên trái đất. Ví dụ như adamantium của X-Men Wolverine hay như vibranium làm khiên Captain. Các nguyên tố càng về sau càng nặng và càng bất ổn định, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại, chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Số 5. Tầm nhìn xa của mắt người là vô tận. Mắt người thật sự có khả năng nhìn rất xa, thậm chí có nhiều ngôi sao ở cách chúng ta đến mấy tỷ năm ánh sáng, chúng ta vẫn nhìn thấy rõ. Nhưng nếu nói là nhìn vô tận thì cũng không đúng lắm, bởi dù chỉ là một photon ánh sáng thôi, chiếu từ khoảng cách rất xa vào mắt người, bộ não chúng ta vẫn nhận biết được về sự tồn tại của hạt photon đó. Nhưng nếu như khoảng cách đó là vô tận thì hoặc là hạt photon đó không bao giờ bay được đến mắt người, bay đến nơi thì người đó cũng xanh mồ xanh mã, hoặc là do giới hạn kích thước của tế bào cảm quan ánh sáng trong mắt người, từ đó cũng không nhận thấy được sự tồn tại của hạt photon kia. Vậy nếu đặt giả thuyết có một nguồn sáng khổng lồ với kích thước lớn vô cùng tận ở một khoảng cách xa vô cùng tận đã chiếu sáng từ vô tận năm về trước và đến nay thì kịp bay đến trái đất, nếu có chuyện như vậy thì con mắt người có nhìn thấy được ánh sáng đó không?
Nếu điều kiện đó được thỏa, thì chắc chắn người trên trái đất sẽ thấy rõ mồn một nữa là khác. Số 6, vụ nổ bom nguyên tử là mạnh nhất. Vụ nổ nguyên tử hay bom nguyên tử đã chứng minh được sức mạnh của nó trong lịch sử giao tranh nhân loại. Nhưng phản ứng hạt nhân, phân hạch hay hợp hạch chưa phải là phản ứng mạnh nhất trong vũ trụ này nha. Nếu xếp về độ mạnh thì có thể là phản ứng giữa vật chất với phản vật chất, antimatter. Bởi một khi xảy ra, nó có thể kéo theo sự hủy diệt chung nhằm cân bằng lại trạng thái năng lượng của hai bên. Hay một phản ứng khác trên lý thuyết còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân, đó chính là những phản ứng bên trong lỗ đen vũ trụ. Vì không ai biết nó ra sao, nên mặc định nó là mạnh nhất, đơn giản là vậy. Nhưng đừng lôi Big Bang vào nha, vì nó không phải là vụ nổ đâu mọi người. Big Bang là sự giãn nở, không phải là nổ. Số 7, em bé sinh ở ngoài vũ trụ sẽ trở thành người ngoài hành tinh. Đó là về quốc tịch thôi, chứ trên giấy tờ lúc ghi khai sinh sẽ để là ngoài vũ trụ, ngoài không gian, ngoài hành tinh, chứ thực chất đứa bé vẫn là con người, mang gen con người và khi trưởng thành cũng sẽ giống con người. Tuy nhiên, nếu bé sống hẳn ngoài vũ trụ thì trên cơ thể bé sẽ có những thích nghi phù hợp với môi trường sống, ví dụ như chịu được mức phóng xạ mạnh hơn người bình thường. Thậm chí các khu vực thảm họa hạt nhân Chernobyl hay Fukushima cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Chúng vẫn sinh trưởng và không bị bất cứ bệnh nào liên quan đến quá nhiễm phóng xạ. Và khi sống trong môi trường vũ trụ thiếu trọng lực, cơ thể bé cũng sẽ tạo ra những rào chắn tim mạch giúp máu dịch chuyển đúng chiều để nuôi sống cơ thể. Nhưng tiếc là bé có thể bị loãng xương và cơ yếu. Bạn có biết rằng, để một động vật thích nghi với môi trường sống, thường vì cơ thể chúng đã mang gen ẩn về khả năng đó. Nếu như con người có thể sanh đẻ và nuôi dưỡng thành công em bé ngoài vũ trụ, thì chứng tỏ tổ tiên loài người cũng đã từng sống trong môi trường không trọng lực rồi. Thế nên đoạn gen đó mới được kích hoạt để đảm bảo sự sinh tồn của em bé. Số 8. Đạn bắn, tên bay, tàu vũ trụ cất cánh đều theo quỹ đạo thẳng. Cho dù là viên đạn có bay nhanh cỡ nào, mũi tên bay tốc độ cao bấy nhiêu, hay tàu vũ trụ có setup quỹ đạo đến thế nào đi nữa, thì mọi thứ khi di chuyển đều phải chịu sự tác động của trái đất, mặt trăng, hệ mặt trời và những hành tinh xung quanh. Như mọi người cũng thấy video miêu tả lại đường di chuyển thật sự của hệ mặt trời rồi đó. Nó cứ xoắn xoắn vào nhau với tốc độ bay đến 45.000 km/giây, trong khi tốc độ viên đạn chỉ có 900 m/giây, tức là hệ mặt trời bay nhanh gấp 50.000 lần tốc độ viên đạn. Và chỉ khi chúng ta thu ngắn khoảng cách, xét trên một hệ không gian kính, bỏ các trục di chuyển khác và xem như trái đất đứng yên, thì họa may quỹ đạo bay còn gọi là thẳng. Vì đời vốn bất công nên đường bay mới không được thẳng, còn bản chất của vạn vật đều sẽ cong và bóng dần theo thời gian. Thế mới nói có nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy, tưởng voi tưởng tượng hóa ra cũng chỉ như thầy bói nói dốc cưỡi ngựa xem phim. Chúng ta đều chỉ nhìn vào đơn lẻ từng phương diện của sự vật hiện tượng xảy ra mà thôi, không bao giờ thấy được trọn vẹn vấn đề. Tuy nhiên, việc làm này không hề sai, mà lại rất cần thiết để cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và dễ tiên đoán hơn trong tương lai. Hãy cùng chờ xem nhé!